Chờ ở bệnh viện không đi, đi mấy ông năm băm. Rồi, anh tới, đi tới. Rồi, anh tới, đi tới. Em bị tái hóa xương khớp này, thoát vị đệm này, rồi thần kinh tọa này. Thì đến đây là trước khi đến đây thì là mẹ em là được bệnh viện y học cổ truyền Nam Kỳ Khởi Nghĩa này là yêu cầu nhập viện, có khả năng phải mổ. Vâng, thì khi đó thì vô tình làm sao mà em nằm liệt ở nhà mấy ngày. Thế mở mạng lên thì gặp được thầy, mừng quá thì đòi đi. Thầy chỉ biết sao là khi mình bấm á, vô thì nó rất đau, nhưng một chút xíu chị đi cái nhẹ nhàng người liền. Thầy nhà ông xã mất rồi, ông thấy là làng người. Dạ. Đêm cũng la. Em chưa làm, chị làm đi, nhưng mà ở đây cho làm hết, ở đây không ai đang cấm ai cấm đâu. Chị mô nhưng mà sợ nhà có chuyện gì, thì mình yên tâm, không lo. Chạy lại đây một lần nữa. Thì trước khi lên thầy ấy, là mẹ em bước xuống giường đi vệ sinh khóc nổi. Đi ba bước phải quay lại giường vệ sinh tại chỗ. Sau đó thay đồ xong em chở em thầy luôn. Thì em ngồi quán cà phê em chờ. Tức là không, mẹ đẩy bả đây rồi mình uống cà phê chứ mình. Tại vì có đứa em, có đứa em nó vô, tại em còn muốn vô nữa. Mẹ em chắc là vô đâu, chắc muốn vô. Thế rồi uống cà phê xong 11:30 em sang đây. Mẹ em đi ra tự nhiên cười teo tuyết đi bình thường. Em nói ủa cái gì nhanh quá vậy. Chơi kỳ vậy. Em nói ủa sao nhanh vậy. Nói khỏe khỏe rồi về thôi. Chiều còn lớp nữa thì quay lại học giữa thì học. Đúng rồi. Mà không mai học buổi nữa là ngon rồi. Đêm nay về thì mẹ em vẫn làm việc bình thường. Hôm đó về làm xong buổi chiều thầy là làm được nhà bình thường luôn. Không có phải nằm nghỉ, không có phải gì, làm việc bình thường. Đúng rồi. Khỏe lại. Hốp đi anh em. Chùm game nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918-133-635, Hà Nội 0326-811-258. Để có trong tay đá Trường Gan cặp đá Diệu Kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0858-800-2299 hoặc 0937-853-823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0832-186-688 hoặc 0983-581-652.